Ngọc Anh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phụ nữ và Hội nhập. Kính thưa quý vị, với mong muốn chia sẻ đến quý vị khán giả gần xa những câu chuyện chân thực về những người phụ nữ hoạt động trên nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, đồng thời nêu bật vai trò của người phụ nữ Việt Nam với những đức tính tốt đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với công ty truyền thông Tây Việt sản xuất chương trình Phụ nữ và Hội nhập. Chương trình được phát sóng định kỳ vào 2 tháng một lần lúc 16 giờ thứ bảy cuối tháng trên kênh HTV7. Kính mời quý vị sẽ đồng hành quan tâm theo dõi cùng với chúng tôi. Và bây giờ trước khi đến với chuyên mục câu chuyện phụ nữ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức sự kiện nổi bật trong tháng quý vị nhé. Dịp Tết Nguyên đán 2023, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ toàn thành phố chăm lo cho 100.000 suất quà với số tiền gần 40,5 tỷ đồng. Điểm nổi bật trong công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các cấp hội từ thành phố đến cơ sở có sự chuẩn bị, có kế hoạch chăm lo phù hợp, các hoạt động chăm lo Tết được tổ chức thiết thực. Với tinh thần không bỏ ai ở lại phía sau, các cấp hội đã mở rộng nhiều đối tượng được chăm lo, đặc biệt là chăm lo cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19, chăm lo các cụ nữ quân nhân, nữ tù chính trị, các gia đình công nhân không có điều kiện về quê đón Tết, nữ công nhân môi trường. Phối hợp tổ chức nhiều chương trình bán hàng giá ưu đãi, một số đơn vị tổ chức chăm lo Tết đến các tỉnh, xã biên giới, các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng xuân mừng đảng, tạo không khí đón Tết đậm ấm, nghĩa tình. Cùng với hoạt động chăm lo Tết, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, các chương trình họp mặt, giao lưu mừng xuân mừng đảng trong lãnh đạo và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố các thời kỳ, tổ chức chương trình xuân yêu thương Tết nghĩa tình cho 1.720 lượt công nhân của khu chế xuất, gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đặc biệt trao tặng 200 chiếc áo dài yêu thương trong gửi sắc xuân, giúp các chị nữ công nhân môi trường có dịp mặc trang phục áo dài truyền thống của dân tộc trong những ngày Tết Nguyên đán cùng gia đình. Lễ hội Nguyên Tiêu của đồng bào Hoa là nét đẹp văn hóa được kết hợp hài hòa giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa của đồng bào Hoa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Hòa trong không khí lễ hội Nguyên Tiêu, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 5 tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tham quan khu lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội quán Tuệ Thành, Hội quán Ôm Lăng, trưng bày các loại bánh dân tộc, hợp mặt và trao 150 phần quà đến cán bộ, hội viên phụ nữ đồng bào Hoa có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức đoàn đến thăm và chúc mừng 12 đơn vị và cá nhân là các hội quán, chùa ni, các vị chức sắc tôn giáo đồng bào Hoa trên địa bàn các quận 5, quận 6, quận 8. Nhằm phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam, giáo dục cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc về những đóng góp, hy sinh thầm lặng, cao cả của các anh hùng, liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ ban bộ vận đã chiến đấu quên mình để bảo vệ hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Sáng ngày 31 tháng 1, nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão, tại tỉnh Xá Ngọc Vương, quận Gò Vấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh, khối phụ nữ tổ chức lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ, ban phụ vận Sài Gòn, gia đình hy sinh và từ trần. Đây là hoạt động thường niên được Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh, khối phụ nữ tổ chức. Tại lễ tưởng niệm, đồng chí Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã phát biểu ôn lại truyền thống, thể hiện sự tri ân tiếp nối của cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đối với sự hy sinh và những đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ ban phụ vận Sài Gòn, gia đình trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Lễ tưởng niệm lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2016. Đến nay, qua 8 năm, chúng tôi vẫn làm thường xuyên hàng năm và có những cái hoạt động để các đồng chí lãnh đạo cũng như cán bộ hội viên phụ nữ về với tỉnh Xá Ngọc Phương để ôn lại truyền thống và để tưởng niệm cán bộ chiến sĩ ban phụ vận Sài Gòn gia đình đã hy sinh và từ trần. Kết quả và thành tích của ban phụ vận trong kháng chiến đã được khẳng định rất rõ, nhất là trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 có sự đóng góp của ban phụ vận. Chúng tôi tự hào vì Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh được sinh ra từ cái nôi của phong trào phụ nữ miền Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
Trong không khí của những ngày kỷ niệm 55 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, sáng ngày 17 tháng 2 năm 2023, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức họp mặt, giao lưu các má, các dì, những nhân vật đã từng sống, chiến đấu trong chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968. Cuộc gặp gỡ chuyện trò giữa các cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh với 55 đại biểu là mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các mẹ, các dì, các chị là cụ nữ tù chính trị, cụ nữ quân nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra trong không khí ấm cúng và đầy xúc động. Các đứt cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu, tham gia vẽ đường cho các mũi tiến công vào nội thành, tham gia chở thuốc nổ vào Dinh Độc Lập là những ký ức oai hùng của những nữ quân nhân, nữ cụ tù chính trị từng tham gia cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân năm 1968. Những câu chuyện đầy xúc động được kể bởi chính người trong cuộc chắc chắn không thể nào quên đối với thế hệ trẻ, với những gì mà ông cha ta, các dì, các cô đã hy sinh để giữ gìn nền độc lập cho dân tộc. Một trang phục truyền thống của nhiều chị em phụ nữ Việt Nam. Và trải qua bao nhiêu thăng trầm thì áo dài luôn giành được nhiều sự quan tâm từ các chị em phụ nữ. Và có thể nói cho đến thời điểm hiện tại, văn hóa mặc áo dài đã trở thành một thói quen với nhiều chị em. Và chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của một chiếc áo dài trong các dịp lễ Tết hay những dịp kỷ niệm quan trọng. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể sở hữu một chiếc áo dài hoàn chỉnh, bởi vì từ chi phí vải này cho đến chi phí may đo thì đây cũng là một cái vấn đề rất là lớn đối với những người có thu nhập thấp. Vì vậy trong chương trình Phụ nữ và Hội nhập ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị khán giả một tiệm may áo dài vô cùng đặc biệt, bởi vì khi đến đây thì những chiếc áo dài sẽ được tặng miễn phí cho những ai cần. Nào bây giờ thì Ngọc Mai xin mời quý vị khán giả cùng theo chân Ngọc Mai và khám phá về tiệm áo dài đặc biệt này nha. Dạ, Ngọc Mai xin kính chào hai chị ạ. Dạ vâng, Ngọc Mai đến từ chương trình Phụ nữ và Hội nhập. Dạ, ngày hôm nay thì đến với tiệm áo dài rất là đặc biệt của mình, và Ngọc Mai được biết về cái dự án áo dài không đồng và rất là mong hai chị sẽ chia sẻ thêm về cái dự án này và giá trị lan tỏa của nó đến cộng đồng như thế nào. Chào em, chị là Linh, đây là chị Nguyệt. Hai chị em cùng sáng lập cửa hàng áo dài không đồng. Và giới thiệu với em, đây là những chiếc áo được các mạnh thường quân, các chị, các cô, các hội liên hiệp phụ nữ quyên góp ở đây. Rất là nhiều và rất là đẹp. Để biết thêm về nó nhiều thì chị mời em qua bên đây ha. Chị em mình ngồi nói chuyện sẽ cho nó thoải mái hơn. Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ Ngọc Mai xin chào chị Linh ạ. Rất là vui vì ngày hôm nay chị Linh đã dành thời gian trò chuyện cùng với Ngọc Mai để giúp cho Mai cũng như là quý vị khán giả của chương trình Phụ nữ và Hội nhập có thể hiểu hơn về dự án áo dài không đồng của mình. Chào Ngọc Mai. Xin chào khán giả đang xem chương trình ạ. Dạ vâng, đầu tiên thì không biết là chị Linh có thể giới thiệu rõ hơn về bản thân cũng như về tiệm may áo dài Hải Triều cùng với dự án áo dài không đồng của mình được không ạ? Cửa hàng áo dài Hải Triều của mình được sáng lập năm 1999
về dự án của cửa hàng áo dài không đồng thì được khai trương vào ngày 8 tháng 3 năm 2022. Đến nay là sắp sinh nhật rồi. Dạ vâng, và trong cái quá trình mà mình thực hiện dự án đó thì chị đã ấp ủ cái ý tưởng thực hiện dự án áo dài không đồng trong bao lâu, và cái ý tưởng nó khởi phát từ đâu thưa chị? Linh và Nguyệt là hai chị em cùng gắn bó với lại cái nghề áo dài nó hơn 20 năm. Tình yêu áo dài nó càng ngày càng sâu đậm. Điều mình mong muốn nhất nó vẫn là lưu truyền cái nét đẹp áo dài, nét đẹp truyền thống. Bên cạnh đó thì cũng có chứng kiến những cái áo dài nó cứ bị gọi là mai một, nó cứ nằm hoài trong một cái góc tủ mà không có được ai biết đến. Và đôi khi đến những cái bữa tiệc, đến những cái nơi mình thấy là các cô chưa có được một cái áo dài mà gọi rằng là nó được đẹp. Từ cái suy nghĩ đó thì hai chị em mới về bàn tính để mà cho ra cái cửa hàng áo dài không đồng. Là đầu tiên thì xin của khách hàng của mình. Sau đó thì là khách hàng, rồi các bạn bè, rồi mọi người mỗi ngày một ít. Thì từ đó mà mình cảm thấy là thôi bây giờ cái số lượng này chắc là có thể rằng là mở được cái cửa hàng rồi đó. Thì là hai chị em mới nghĩ là thôi, tính tới tính lui thì cũng ban đầu cũng có nhiều cái trăn trở lắm. Không biết rằng mình làm được bao lâu, rồi không biết rằng mình đặt cái tên cái cửa hàng áo dài không đồng này nó có làm cho cái người nhận người ta bị có cái tự ái trong lòng hay không. Thì cứ suy nghĩ hoài thì thôi cứ làm đi, sai ở đâu thì mình sẽ sửa ở đó. Thì mới quyết định là mở, chọn cái ngày 8 tháng 3 của năm 2022 để mở cửa hàng áo dài không đồng. Từ đó đến nay thì cũng cảm thấy rất là vui, vui lắm luôn. Là được cái sự kết nối nè, được cái sự giúp đỡ của khách hàng, các chị hội phụ nữ, các nơi, các bạn cộng tác viên và các cơ quan báo đài có đưa tin đó. Đó là một cái điều mà rất là vui trong mình, là lan tỏa tình yêu thương áo dài càng ngày càng rộng hơn. Dạ vâng, và không biết là trong cái lúc mà mình đồng hành với dự án áo dài không đồng thì chắc chắn mình có những cái câu chuyện vui cũng như là câu chuyện buồn, thì chị Linh có thể kể thêm cho quý vị khán giả được biết không? Đầu tiên thì mình mở cái cửa hàng áo dài không đồng thì không có một cái quy định nào hết để cho mọi người được đến và nhận áo dài. Nhưng có những cô không vì mục đích yêu thương áo dài, nhận áo dài quá nhiều lần và với một mục đích cá nhân riêng. Thì sau đó mình mới có cái quy định là mỗi tuần mình chỉ hoạt động vào ngày thứ năm để mình hạn chế cái người đến nhận áo dài. Rồi cũng có một số người thì lại đến không phải xin áo dài mà là xin tiền, rất là khó xử và cũng không biết là phải ứng xử với lại những trường hợp như thế nào, thì sẽ khắc phục từ từ. Và có những lúc là cửa hàng áo dài không đồng mình bán đắt quá là không có cái áo nào trong cửa hàng thì những lúc đó thì cũng lo sợ, nhưng mà rồi cũng được mọi người chia sẻ thì sau đó thì lại có được áo dài. Dạ vâng, và chị Linh ơi, hồi nãy là Ngọc Mai có đi lướt qua rất là nhiều những chiếc áo dài ở trong cái dự án áo dài không đồng của mình và thấy có những chiếc áo dài rất là đẹp, thì không biết là chị Linh có ấn tượng về một cái chiếc áo dài nào đó và nó có mang theo một cái câu chuyện nào mà chị Linh muốn kể thêm cho quý vị khán giả được không? Rất là nhiều, đó là niềm vui mà nó là cái niềm hạnh phúc cũng như là cái niềm động lực cho mình để mà duy trì cái cửa hàng áo dài không đồng. Có các bà, các má mang đến cái áo dài để tặng cho cửa hàng áo dài không đồng mà cầm trên tay mình mở ra, mình cảm thấy rất là trân quý. Trân quý ở cái tình rằng là đó là một gọi rằng là cái kho báu của các má mà giữ đã rất là lâu rồi, thì đến hôm nay má mang đến tặng cho cửa hàng áo dài không đồng. Mà đó là ngày xưa thực sự đã nói rằng đó là một cái gia tài của cái người được may cái áo dài đó. Đó là một cái áo dài cưới, một cái áo dài mang nhiều kỷ niệm, thì cái giá trị thời gian và giá trị kỷ niệm nó là vô giá để mà mang đến tặng cho mình. Thì bên cạnh đó thì các má cũng sẽ kể cho mình nghe rằng là cái câu chuyện về cái áo dài đó. Ngày xưa má để dành 5 phân vàng má mới mua được cái áo. Dạ, đó. Đúng là cả một gia tài. Đúng, đó là cả một gia tài. Và cái chất liệu mình cũng từ đó mà mình biết thêm là ngày xưa nó có những cái chất liệu, cái tên nó lạ lắm. Mình không, bây giờ thì nó không còn nữa. Thì đó là những cái mà rất là trân quý. Là có những kiện hàng của các bạn cộng tác viên ở nơi xa đó gửi đến cho mình mà rất là chỉnh chu,
trong từng cái nếp gấp, trong từng cái cách đóng thùng và ghi cả số lượng, số liệu trên đó là quyên góp từ đâu. Thì cái đó là những cái mà mình rất là cảm thấy rất là trân quý, rất là vui, vui lắm luôn. Và ngay cả có những bạn nam nói rằng là em không có áo dài nhưng mà em muốn chung tay với chị, chị có cần cái gì đó về kệ, về tủ thì chị cho em tiếp sức để mà góp một cái phần để mà lưu giữ cái nét đẹp áo dài. Thì cái đó là những cái niềm rất là vinh hạnh và rất là vui. Về những cái kỷ niệm sâu sắc đó, thì khi mà nhận được những bức thư viết tay của các cô ở những cái vùng xa xôi mà biết đến chương trình và gửi đến để mà xin một vài cái áo dài để làm cái trang phục trong cái ngày trọng đại cho con, thì cái điều đó là những cái điều mà mang trong mình cái cảm xúc cũng giống như là nó trào dâng khi mà đọc những cái bức thư đó. Thì và được trao tặng cho những cô, những má như vậy thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đây là những cái bức thư viết thư tay mà khi cửa hàng áo dài không đồng nhận rất là xúc động. Và quý vị ơi, ở đây là Ngọc Mai thấy là cái bức thư của một người được gửi về từ Quảng Bình, và cô mong muốn là được nhận cái chiếc áo dài trong cái ngày mà cô sẽ chuẩn bị làm xui da đó quý vị. Và Ngọc Mai xin phép đọc cho quý vị nghe nha. Hôm nay em được xem qua chương trình giới thiệu áo dài không đồng của cửa hàng chị. Đối với bản thân em rất thích những tà áo dài của truyền thống Việt Nam. Em đã có mơ ước rất lâu, như những ngày đi thảo luận nhân ngày 8 tháng 3 của hội chị em mình, cũng như 20 tháng 10. Nhưng mà với hoàn cảnh của em đó thì em chưa có điều kiện để may một cái chiếc áo dài để đi lễ hội. Và nhất là thời điểm này em sắp làm xui gia, cưới hỏi cho con, nên qua chương trình em rất mong muốn chị được tặng cho em hai cái áo dài để em có thể mang làm tiệc cưới hỏi cho con và mang vào những cái ngày lễ hội. Và đối với em thì em thích màu đen cộng màu xanh hoặc màu cam. Phải nói là cô liệt kê rất là kỹ những cái màu mà cô yêu thích. Và cô cũng có nói luôn là tuổi em đã 60, nếu như em được chị tặng thì chật hay là rộng em cũng có thể sửa lại. Em xin chân thành cảm ơn chị. Rất là xúc động. Rất là xúc động, đúng không ạ? Qua cái tuổi xuân thì mà cô chưa được cái áo dài truyền thống cho mình. Mình thương cho cái người phụ nữ ở một cái vùng xa mà hy sinh hết tất cả cho con, cho gia đình, để rồi đến cái ngày trọng đại, cái ngày làm xui cho con mình mà vẫn không có tự lo cho mình được cái áo dài. Thì gửi tặng cho cô, thực sự nó là mình xúc động lắm. Mà cả tiệm cửa hàng áo dài không đồng đều cảm thấy rằng là dâng trào khi đọc cái bức thư của cô gửi cho cửa hàng. Dạ vâng, nhờ những bức thư như vậy thì mới thấy là cái dự án của mình đã lan tỏa rất nhiều, và nó giống như là một cái niềm hy vọng thắp sáng lên cho những người phụ nữ Việt Nam, họ được mặc một cái chiếc áo dài đẹp dù chỉ một lần trong đời. Đúng. Dạ vâng, và không biết là chị Linh có dự định là mình sẽ phát triển cái dự án áo dài không đồng này đến nhiều tỉnh thành xa xôi khác ở Việt Nam hay không? Thì mình mong muốn rằng là tất cả các cái tiệm áo dài ở trên cả nước Việt Nam mình, nếu như có thể thì cùng tiếp xúc với nhau, thì để mỗi nơi sẽ có một cái cửa hàng áo dài không đồng. Yeah. Để cho các má, các cô hoặc các chị đến nhận áo dài không đồng nó sẽ tiện hơn, nó sẽ gần gũi hơn. Dạ vâng, thật sự là hoạt động của chị Linh và tất cả mọi người trong dự án áo dài không đồng là một hoạt động rất là nhân văn. Phải gọi là đó là lan tỏa cái giá trị, cái nét văn hóa của bộ trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam đến với tất cả mọi người. Và quý vị đang theo dõi chương trình Phụ Nữ và Hội Nhập, nếu như mà quý vị muốn lan tỏa tình yêu thương, muốn là một cái cánh tay nối dài với chị Linh cùng với tiệm áo dài Hải Triều á, thì chúng ta hãy cùng gửi về những chiếc áo dài mình đã sử dụng qua và có thể góp thêm một cái phần lan tỏa về những cái giá trị tốt đẹp của chiếc áo dài đến cho tất cả mọi người. Bởi vì Ngọc Mai tin rằng phụ nữ thì dù trong bất kỳ điều kiện nào thì cũng mong được mặc đẹp, đúng không chị? Và chiếc áo dài của người Việt Nam luôn là một cái điều tuyệt vời nhất đối với mỗi người phụ nữ. Và kính chúc cho chị Linh sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục duy trì dự án áo dài không đồng và ngày càng có thể kết nối nhiều hơn, lan tỏa nhiều hơn giá trị của áo dài đến với cộng đồng. Cảm ơn chị rất là nhiều đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Ngọc Mai, cảm ơn khán giả. Dạ vâng, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Phụ Nữ và Hội Nhập cũng đã hết. Ngọc Mai xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.